Tin mừng Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 21 câu 28 tới câu 32. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Kính thưa quý vị và các bạn, Chủ nhật vừa qua, khi suy niệm về ơn gọi của chúng ta đã nhận ra những nguy cơ của những cơn cám dỗ trong đời sống ơn gọi của mình. Đó là những cơn cám dỗ đòi sự thỏa thuận, cám dỗ ghen tị và so bì với anh chị em, và cám dỗ đòi hỏi công đức. Tuy nhiên, không phải chỉ khi đi vào trong hành trình đó, chúng ta mới có nguy cơ gặp những cơn cám dỗ như thế. Rõ ràng, cơn cám dỗ thỏa thuận, mặc cả đã có ngay từ khởi đầu của hành trình. Tin mừng Chủ nhật tuần này tiếp tục gợi mở cho chúng ta những suy tư về hành trình ơn gọi của chúng ta và đề nghị một con đường mới của cuộc căng tân và biến đổi. Trước hết, thái độ của chúng ta, chọn lựa hay từ chối. Câu chuyện tin mừng hôm nay trước tiên gợi nhắc cho chúng ta một kinh nghiệm rất đời thường. Nhiều lần, cha mẹ nhờ chúng ta làm điều gì đó, chúng ta vâng dạ thật to, nhưng để rồi, chúng ta để đó, không làm. Cũng có những lần chúng ta nghĩ mình sẽ làm như cha mẹ yêu cầu, nhưng lại cãi cho tới nơi tới chốn. Trong đời sống đức tin của chúng ta, trước lời mời gọi của Thiên Chúa, đã có không ít lần chúng ta cũng giống như thế. Đâu là nguyên nhân của thái độ này? Với người con thứ nhất, trước tiên, đó có thể là một thái độ phản kháng rất tự nhiên, vì chúng ta chưa cảm nghiệm đủ về sự quan trọng của sứ vụ được trao phó. Hay cũng có thể đó là một sứ vụ mà chúng ta không mong mỏi, một sứ vụ đi ngược lại với lợi ích, với mong đợi, với khả năng của chúng ta. Vì thế câu trả lời "con không muốn" sẽ dễ dàng bật ra từ miệng chúng ta. Đằng khác, nó cũng nói lên một thái độ phản kháng, muốn làm chủ cuộc đời mình, muốn được quyết định về cuộc đời mình. Tôi làm gì, làm như thế nào, đó là thuộc quyền chọn lựa của tôi, đừng ép buộc tôi. Trong trường hợp này, lời mời gọi chia sẻ sứ vụ trở thành sự ép buộc trên cá nhân đương sự. Phản ứng kiểu "con không muốn" sẽ thật dễ dàng như một phản ứng tự nhiên. Với người con thứ hai, thái độ của anh ta cũng bao hàm những lý do có thể giải thích. Trước tiên, có thể nói đây là một thái độ khôn lõi trong giao tiếp của con người. Cần phải làm hài lòng người lãnh đạo của mình trước đã, rồi tìm kế hoãn binh. Đó là lý do anh ta sẵn sàng đáp trả, "Thưa ngài, con đây." Đây là một thái độ bằng mặt nhưng không bằng lòng. Đảng khác có thể nói, câu trả lời "thưa ngài, con đây" chính là một thái độ lẩn trốn giao tiếp của người con thứ hai.
dụ ngôn không trình bày thêm chi tiết câu chuyện, nhưng chúng ta có thể hình dung người cha sẽ cố gắng đưa ra lời giải thích về sứ vụ cho người con thứ nhất. Còn với người con thứ hai, chắc chắn lời đáp trả thưa ngài con đây của anh ta sẽ chấm dứt cuộc đối thoại. Nếu có chăng chỉ là một câu nói bày tỏ sự hài lòng của người cha. Dù chúng ta có thể biện minh như thế, nhưng rõ ràng những lý giải này cũng là điều khó có thể chấp nhận trong đời sống thường ngày cũng như trong đời sống đức tin của chúng ta. Bởi lẽ, đó là những gốc rễ của những cơn cám dỗ của con người mọi thời, đặc biệt là những con người của thời hiện đại chúng ta. Con người cần phải vượt qua chúng để đi vào trong một tương giao mới, hay nói khác hơn, cần phải đi vào một cuộc thanh luyện để được biến đổi trọn vẹn hơn. Đó là điều thứ hai chúng ta cùng suy niệm về một con đường mới của sự biến đổi. Chúa Giêsu đặt vấn đề với các thượng tế và kỳ mục đang nghe ngài kể dụ ngôn này. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Có lẽ chẳng cần nghe Matthew kể tiếp câu chuyện, chúng ta cũng có thể trả lời đúng câu trả lời như các thượng tế và kỳ mục đã trả lời. Bởi lẽ đây là kinh nghiệm rất con người, nhất là khi chúng ta đã từng đóng những vai trò tương tự như người cha trong dụ ngôn. Nhưng nếu khi đặt mình trong hoàn cảnh hai người con, có lẽ chúng ta cũng đã có lúc phản ứng theo cách của cả hai người này. Chúa Giêsu kết luận, đó là thái độ được so sánh giữa những người thu thuế và gái điếm trong hình ảnh người con thứ nhất với thượng tế và kỳ mục hình ảnh người con thứ hai. Đồng thời, ngài gợi nhắc chúng ta những con đường mới của cuộc biến đổi. Trước tiên, đối với Thiên Chúa, người tội lỗi biết sám hối và trở lại sẽ được tha thứ. Kẻ tự mãn, không nhận ra tội của mình, sẽ bị loại. Ngài gợi nhắc giáo huấn mà Thiên Chúa đã loan báo từ xưa qua miệng tiên tri Ezekiel. Phải chăng đường lối của ta không ngay thẳng, hay đường lối các ngươi không ngay thẳng? Con đường mới, con đường sám hối và trở lại là con đường theo ý Thiên Chúa, chứ không phải theo ý của con người. Đó là con đường của khiêm hạ và vâng phục như Chúa Giêsu. Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã trở nên hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống như phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Kế đến, Chúa Giêsu không nhắc nhở họ thái độ tin vào ngài để biến đổi, mà lại nhắc tới việc tin vào lời giảng dạy của Gioan Tẩy Giả. Nói cách khác, ngài gợi nhắc vai trò của những nhà giáo dục và đào luyện trong mọi ơn gọi. Dù họ là ai, linh mục, tu sĩ hay giáo dân, là cha mẹ, thầy cô hay anh chị, tất cả họ trở thành nguồn để qua đó Chúa đào luyện chúng ta. Đó là cách thức để Thiên Chúa thực hiện cuộc giao tiếp của ngài với chúng ta, hầu dẫn chúng ta đi vào cuộc biến đổi. Người con thứ nhất, dù khởi đi từ một thái độ chối từ, nhưng anh ta đã chấp nhận đi vào cuộc giao tiếp để lắng nghe và hiểu thấu đường lối của cha, đường lối của Thiên Chúa. Người con thứ hai đã cắt đứt đi cuộc giao tiếp này, anh ta đã đi vào trong sai lầm. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta phản ứng một cách bộc phát, tự nhiên trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Ngài không buồn. Qua nhiều con đường, ngài vẫn tiếp tục giải thích để thuyết phục chúng ta.
chúng ta có chấp nhận đi vào cuộc giao tiếp đào luyện của Ngài qua trung gian của những người Ngài đã gửi đến cho chúng ta hay không? Đó vẫn là quyền chọn lựa đúng hay sai của chúng ta. Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa vì nhiều lần chúng con đã vô ý phản ứng một cách tự nhiên trước lời mời gọi của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn đang tiếp tục kiên trì thuyết phục chúng con để chúng con hiểu ra con đường đích thực và tốt lành cho chúng con. Xin Chúa tiếp tục yêu thương và dẫn lối chúng con. Tạ ơn Chúa vì tất cả những ai Chúa đã và đang trao gửi để huấn luyện chúng con. Xin Chúa thay chúng con trả công và ban ơn trợ lực cho các ngài. Amen.